giữ lại màn hình này, bạn nhìn thấy cái giá trên màn hình này thì bạn đã biết là nó đã được miễn phí lắp đặt này, miễn phí ship này, vận chuyển này, và tặng các bạn một đôi dây cấp. Còn nhớ mức giá này quá rẻ, Lộc nói bạn không ai bán bạn mức giá quá rẻ phục vụ nó lại tuyệt vời như vậy. Lộc sẽ bớt trực tiếp 100.000. Cuối cùng là Lộc nói thì các bạn, Lộc sẽ bớt trực tiếp 100.000 cho tất cả khách hàng nào. Chào các bạn, là mình là Lê Văn Lộc, và đây là một cái video tiếp tục và Lộc sẽ làm cái báo giá bình nóng lạnh Rossi và Ariston. Thì Lộc chia sẻ các bạn là vẫn như ngày xưa thì Lộc vẫn chỉ bán hai hãng bình nóng lạnh này thôi, Lộc chưa bán các hãng khác. Thì các bạn muốn mua các hãng khác thì các bạn có thể hỏi giá riêng, nhắn tin riêng, thì Lộc sẽ đi đến nhà phân phối, Lộc sẽ hỏi giá và lấy được các bạn thôi. Chứ còn chủ yếu là Lộc kinh doanh chính là Rossi và Ariston này. Thì hai cái hãng Rossi và Ariston này thì Lộc đã làm nhiều năm nay rồi và Lộc thấy nó tuyệt vời. Như cái đánh giá ban đầu của Lộc là nó ổn định và nó ít bảo hành, ít lỗi lầm và nó mang lại sự hài lòng cho khách hàng từ trước đến nay, nên Lộc không có đổi. Và bây giờ thì để phát triển cái công việc của mình ấy, thì Lộc có làm thêm một cái website để bán toàn quốc, và Lộc đã đặt tên cái điện máy giá tốt của mình, đó là điện máy giá tốt Locasa. Thì các bạn có thể tìm lên mạng, các bạn ấn là Locasa này thì các bạn có thể tìm nhé. Các bạn lên mạng các bạn gõ chữ locasa.store, store là store .vn nhé. Các bạn như vậy các bạn sẽ ra được cái trang web của Lộc. Thì cái trang web này nó có rất nhiều các sản phẩm khác nhau đấy, nhưng mà các bạn đang quan tâm đến cái sản phẩm này là đồ điện gia dụng, đúng không? Thì các bạn kích vào cái đồ điện gia dụng ở đây, thì nó sẽ ra những này. Thì ở đây có những cái đồ điện gia dụng thì Lộc chia sẻ các bạn là chủ yếu là có các sản phẩm liên quan đến nhà bếp, sản phẩm nhà bếp là chính. Thì có những cái sản phẩm to lớn khác thì hiện tại chưa có máy hút bụi ở đây, rồi có máy sấy, rồi máy đánh trứng, tất cả là đa phần là liên quan đến nhà bếp, vệ sinh nhà cửa, to lớn. Những cái điều hòa này thì hoặc là cái tivi hoặc cái tủ lạnh này thì Lộc chưa có bán toàn quốc cho các bạn được. Những cái đấy nó quá lớn thì số tiền nó lớn là Lộc chưa bán toàn quốc các bạn được. Có bếp từ là nồi cơm thì các thứ làm được, cái tivi thì nó khác, cái máy giặt thì nó khác, rồi là cái bình nóng lạnh cũng vậy thôi. Bình nóng lạnh thì nó lại còn liên quan lắp đặt, cho nên là Lộc chưa bán toàn quốc được. Nhưng cái máy lọc nước nhé, máy lọc nước thì Lộc sẽ bán toàn quốc được. Ở đây có một số loại máy lọc nước thì Lộc đã liên kết để có thể bán toàn quốc các bạn được. Các bạn có thể xem cái máy lọc nước ở tại đây vào cảm giá ở tại chúng. Thì các bạn vào cửa hàng của Lộc, các bạn gõ trên máy lọc nước là ra thôi, bạn vào tìm kiếm sản phẩm này, các bạn gõ trên máy lọc nước là ra thôi. Thì nói chung thì các bạn cảm thấy cái việc mà lên mạng rồi tìm Locasa Store.vn rồi các bạn gõ máy lọc nước tìm kiếm cái này nó khó. Các bạn có thể nhé, có thể lập tức các bạn bỏ hết tất cả qua cái vấn đề này, mà các bạn lập tức là các bạn gọi điện cho Lộc qua số điện thoại này 0969279895, hoặc các bạn kết bạn Zalo và nhắn tin để Lộc tư vấn cho các bạn. Vì đôi khi Lộc không thể nắm bắt hết tất cả các giá cả của các sản phẩm mà các bạn cần, giá cả rồi cái này khác, thì các bạn có thể nhắn tin Zalo của Lộc, đảm bảo các bạn Lộc sẽ feedback rất là nhanh sau cuộc gọi điện, sau cuộc nhắn tin. Các bạn luôn chờ các cuộc điện thoại các bạn. Đó thôi, thì đấy là Lộc muốn sẽ thêm các bạn ủng hộ Lộc. Thì hiện tại thì Locasa mà Lộc, cửa hàng Locasa mà Lộc mở ra thì có rất nhiều sản phẩm, từ quần áo, giày dép, rồi là từ tất cả cho đến các thiết bị nhỏ bé như máy cạo râu, như là các thiết bị làm đẹp spa, rồi thực phẩm chức năng là Lộc cũng đã rất là quan tâm làm thực phẩm chức năng. Thì các bạn có thể cần tư vấn và liên lạc với Lộc. Mong là các bạn sẽ ủng hộ và sẽ là những cái người khách hàng gắn bó với nhau nhiều hơn. Thì ở đại đây thì Lộc chia sẻ các bạn về cái giá của bình nóng lạnh này. Lộc tin chắc rằng quay lại trở lại chủ đề bình nóng lạnh này, Lộc chỉ bán ở tại Thủy Nguyên và trung tâm Hải Phòng. Thủy Nguyên và trung tâm Hải Phòng, và có liên quan đến vùng Quán Toàn, An Dương một chút. Thủy Nguyên, Quán Toàn, An Dương, Hải Phòng thôi. Còn những cái nào không thuộc Thủy Nguyên này, không thuộc Quán Toàn, An Dương, Hải Phòng thì Lộc sẽ không làm nhé. Thì Lộc sẽ không bán đâu, bán xa quá Lộc không bán được, bởi vì còn liên quan bảo hành lắp đặt nó rất là khó, ngại Lộc đi xa. Ví dụ các bạn là Vĩnh Bảo thì thôi, có thể Lộc bán rẻ hơn, nhưng mà thôi thì các bạn nên chấp nhận mua đắt, vì Vĩnh Bảo thực sự là Lộc quá xa để đi nha, quá xa để đi để di chuyển. Thì báo giá bình nóng lạnh Rossi này thì Lộc muốn chia sẻ các bạn là vẫn như ngày xưa, là vẫn có 6 loại bình thôi. Có 6 loại bình thì có 3 loại bình vuông và 3 loại bình ngang. Đấy. Lộc làm Rossi bởi vì là Rossi nó bao nhiêu năm nay rồi, gần chục năm nay ở tại thị trường. Trước đây có chị Mỹ Tâm, ca sĩ Mỹ Tâm là đứng tương quyền đại diện cho cái sản phẩm này, nhưng bây giờ có lẽ là hết hợp đồng với chị Mỹ Tâm rồi. Nhưng cái sản phẩm này không cần đến cái danh tiếng của chị Mỹ Tâm nữa, mà nó vẫn có thể sống được ở trên thị trường, và thậm chí nó phát triển còn nhiều hơn nữa. Bởi vì những người mà 5 năm trước, 7 năm trước, 10 năm trước họ đã mua cái bình nóng lạnh Rossi này về dùng thì họ sẽ cảm nhận được cái sức mạnh, cái tuyệt vời của Rossi. Vì Rossi thì các bạn trông nó đơn giản như thế này thôi, nó chỉ có một cái vỏ trắng và các mặt điều khiển màu đen, nó không có gì đặc biệt, bao nhiêu năm nó vẫn như vậy, vẫn là cái vỏ màu trắng, cái bảng điều khiển màu đen, bởi vì nó bán với giá rẻ, nó không đầu tư với ngoại hình nhiều để làm thích gì cả, mà chỉ đầu tư làm sao để các bạn có cái bình có thể bảo hành 7 năm các bạn không bục, đầu tư các bạn bảo hành cho các bạn 7 năm cái vỏ bình không bục, không rò nước, không dỉ nước, và cái còng, cái thiêu đốt bình các bạn, cái nấu nước các bạn làm sao nó tiết kiệm điện và nó đảm bảo các bạn cái độ chống giật là được. Đấy, nó đủ cái tiêu chuẩn, đủ cái tiêu chuẩn để các bạn an toàn, tiết kiệm và sử dụng không cần phải quá đẹp. Đấy, mà còn tiết kiệm được rất nhiều tiền, tiết kiệm được nhiều tiền. Đúng không? Thì đây là cái điều quan trọng, nó phù hợp với mọi người. Và Lộc rất thích bán cái bình Rossi này. Bình Rossi vuông ngày xưa Lộc bán là năm ngoái Lộc bán là chỉ có 1,5 triệu đến 1,6 triệu thôi, nhưng năm nay nó sẽ tăng lên là 250. 250 thì là bình Rossi vuông năm nay sẽ là 1.840.000 cho các loại 15 lít, và loại 20 lít là 1.940.000. Thì thông thường là cái bình 15 vuông là mình bán được nhiều nhất. Cái bình 15 vuông là mình bán được quá nhiều luôn. Bởi vì cái bình 15 vuông này, là nó thứ nhất nó rẻ, và thứ hai là nó bé, tiết kiệm điện, và nhà mà có 2 người trở xuống nhé, thì bình 15 vuông này quá là đủ dùng luôn, quá là đủ dùng với bình 15 vuông. Đấy, còn nhà mà có trẻ con thì nên dùng ở từ 20. Từ 20, nhà có trẻ em rồi 4-5 người trở lên, 3-4-5 người trở lên có trẻ em thì chúng ta nên dùng là bình 20 lít vuông trở lên, hoặc 20 lít ngang trở lên. 15 thì hơi chậm, đúng không ạ? 15 thì nhiều khi là chúng ta tắm, ví dụ là mấy chị em phụ nữ vào gội đầu xong cái các anh vào xả cho nó sướng, mà cuối cùng cái xả thì nó bị hụt, đúng không? Bị hụt cái 15 lít nó không kịp. Nhưng mà nhà đấy thì cho nên là nhà mà có ít người thì các bạn cứ chơi cái loại 15 này vừa tiết kiệm điện, nhanh nóng, nấu nó nhanh, bé mà nó nấu nhanh, nó tiết kiệm, mà nó rẻ, cái mức phí ban đầu mà nắp rẻ. Nói chung thì nó chỉ rẻ hơn 100.000 so với cái bình 20 vuông thôi. Thế nhưng mà thế là tốt rồi, nó gọn gàng. Nhiều nhà thành phố đó thì nó có đi nắp rồi, nó tự đến nắp, nó có thấy rằng là nhiều cái nhà thành phố là họ tiết kiệm cái gầm cầu thang để làm nhà vệ sinh, gầm cầu thang để làm nhà vệ sinh, cái hoặc là cái phòng tắm trong phòng ngủ, hoặc tức là trong phòng ngủ có một cái phòng tắm, họ lắp cái bình này nó bé, 15 vuông rất là bé. Đấy, tối vợ chồng sinh hoạt là nó đủ thôi, đủ cho hai vợ chồng ở trong cái phòng tân hôn đấy thôi, rất tuyệt vời. Đấy, thì đấy, mình muốn chia sẻ các bạn là cái bình 15 vuông Rossi vuông là mình bán được nhiều nhất, vì cái công nghệ bây giờ nó đã là bảo ôn là 96 giờ rồi, bảo ôn này microcellular, microcellular này đó là 96 giờ, nhưng nó thật các bạn thường chỉ 3 ngày thôi nhé, 3 ngày thôi, 3 ngày là hết lại, hết nóng rồi, thông thường như vậy. Bởi vì là 1 năm đầu hoặc nửa năm đầu thì có thể là 96 giờ thật đấy, 4-5 ngày thật đấy, nhưng mà sau này không được nhé, sau này chỉ 3 ngày, 2 ngày rồi, thậm chí là nó vẫn còn nóng, đấy, thì đấy là mình muốn chia sẻ các bạn như thế. Quảng cáo thì Lộc nói đúng, chứ quảng cáo là không muốn nói quyết chương thì nói đại làm gì, đấy, đúng không? Ai dùng thì người đấy tự biết. Bình nóng lạnh này bán thì nói chung là giúp người giúp đời, chủ yếu là các Lộc bán. Và Lộc nhận thấy có một điều đó là Lộc bán ấy, thì cái khách hàng là khách hàng người cao tuổi rất là nhiều, các cô, các chú, các bác, là con cái thì làm ra, con cái cũng ở nhà, con cái không biết gì về kỹ thuật lĩnh vực này, cho nên là nhờ hết vào thợ. Đấy, và tìm được một người như Lộc, tìm được một cái cửa hàng như Lộc là họ giao hết và họ yên tâm. Đấy, họ yên tâm để họ trao quyền cho mình để mình lắp đặt cho họ, trao quyền cho mình để mình đến là mình phục vụ họ. Bởi vì Lộc nói các bạn, cái giá 1.840.000 này, hay là 1.940.000 này, hay là 2.190.000 cho cái bình vuông, cho cái bình nằm ngang 15 lít này, nó rẻ hơn so với cái việc của bạn ra ngoài các siêu thị điện máy mua. Siêu thị điện máy các bạn mua thì nó sẽ đắt hơn, mà Lộc khuyến mại cũng như họ thôi nhé, Lộc khuyến mại cũng không khác gì các siêu thị điện máy cả. Siêu thị điện máy khuyến mại thì Lộc cũng khuyến mại, và Lộc khuyến mại các bạn vẫn như mọi năm, đó là Lộc sẽ miễn phí ship nhé, miễn phí ship ở tại Thủy Nguyên, ở tại Quán Toàn, An Dương và trung tâm thành phố Hải Phòng. Các bạn nhớ này, Lộc miễn phí ship tất cả nhá, và Lộc tặng thêm một đôi dây cấp, mua về là chỉ có dùng thôi. Rồi, và nếu như năm nay Lộc làm chơi sốc thêm một cái vấn đề nữa, đó là nếu như nhà các bạn có bình cũ bây giờ thay bình mới, có bình cũ và thay bình mới, thì không cần phải khoan đục khi lắp đặt, không cần phải mang theo máy khoan để khoan lỗ đục khi lắp đặt, thì Lộc sẽ tặng luôn công lắp đặt. Trường hợp là các bạn trước đây lắp một cái bình to, bình ngang, trường hợp là các bạn lắp là chỉ có trường hợp là các bạn lắp một cái hãng khác, hãng nào đó rất là lạ, và bây giờ chuyển sang cái hãng Rossi hoặc Ariston này thì phải khoan đục mới, thì rất có thể là Lộc sẽ lấy tiền. Nhưng đa phần Lộc thấy rằng tất cả khách hàng dùng Ferrari hay là dùng một số các hãng khác Nhưng mà đa phần thì Lộc đã bán cái sản phẩm này ở trên thành phố Hải Phòng và Thủy Nguyên, thì Lộc thấy rằng là đa phần là khách hàng cũng vốn là đều dùng, họ vốn là đều dùng Rossi hoặc Ariston rồi và họ mua lại sản phẩm đấy mà thôi. Cho nên là Lộc sẽ miễn phí lắp đặt luôn, Lộc sẽ miễn phí lắp đặt cho tất cả những ai, tức là không phải khoan đục nhé, không phải khoan đục, có bình cũ bỏ ra thì cứ lắp vào cái chân giá của cái bình cũ, chân giá của cái cũ, cái mới lắp vào cái cũ, thay với cũ thì không cần phải lắp đặt tiền công, không phải tiền công các bạn nhớ đấy. Lộc chia sẻ các bạn với mức giá các bạn nhìn thấy trên màn hình hiện tại, các bạn giữ lại màn hình này, các bạn nhìn thấy cái giá trên màn hình này thì bạn đã biết là nó đã được miễn phí lắp đặt này, miễn phí ship này, vận chuyển này và tặng các bạn một đôi giấy cấp. Còn nhớ mức giá này quá rẻ, Lộc nói bạn không ai bán bạn mức giá quá rẻ, phục vụ nó lại tuyệt vời như vậy. Và Lộc phục vụ là chuyên cho những người già và đảm bảo chất lượng, và Lộc nói là không phục vụ xa đâu, Lộc phục vụ gần đâu nha, 15-20 cây đổ lại đâu. Bán kính 15-20 cây đổ lại đâu. Nha, trong Hải Phòng này, Quán Toàn An Dương, Thủy Nguyên là quê hương của Lộc, bạn nhớ như vậy. Lộc bán như vậy, Lộc không bán xa, bán xa là nhiều người là họ người già rồi, họ không biết gì cả mà bắt đầu họ có vấn đề gì họ làm phiền thì Lộc không thích, kiếm một vài trăm đấy, đôi 300 mà vất vả mệt mỏi Lộc không thích. Lộc làm giúp đời giúp người thôi, các bạn hiểu nhỉ? Các bạn ở gần với Lộc ở Thủy Nguyên Hải Phòng, Quán Toàn An Dương ở gần nhà Lộc thì Lộc làm nó ok nhá, Lộc làm phục vụ đến nơi đến chốn, Lộc làm thì Lộc sẽ làm, còn xa quá Vĩnh Bảo thế thôi, các bạn tha cho Lộc nhá, các bạn tha cho Lộc đấy, các bạn tha cho Lộc. Còn nếu các bạn muốn mua, các bạn mua nhá, thì Lộc vẫn ship, vẫn vận chuyển cho các bạn, nhưng mà lắp đặt hay là các thứ thì các bạn tự chịu trách nhiệm nhá. Thì đấy, các bạn muốn ủng hộ Lộc, Lộc nói thẳng, bởi vì Lộc đã gặp nói chung là Lộc đã gặp nhiều khách hàng mà họ ở xa rồi nhưng họ lại khó tính, các bạn hiểu nhỉ? Và nó tạo ra một cái cảm giác không vui cho người bán hàng. Lộc đang giúp người giúp đời, bán giá rất là rẻ rồi nhưng mà người ta không có hiểu cho cái người làm thuê, cho cái người lao động, cho người kiếm tiền lao động, cho người chân chính như vậy, họ cứ nghĩ là mình lãi nhiều lắm, lãi được họ nghĩ là mình kiếm được nhiều tiền lắm trong cái bình nóng lạnh của họ các bạn ạ. Người ta mua của mình cái bình Rossi mà mình, hoặc là cái bình Ariston, có những cái bình ấy mà mình bán lãi được có đúng 100.000 trừ tiền vận chuyển, rồi là phải, bởi vì hôm đấy mình không đi được, mình phải thuê người vận chuyển, rồi là đến đấy người ta lại không lắp đặt được, người ta không ấy được và mình lại phải giả thêm cái tiền lắp đặt cho cái người vận chuyển đó, rồi là đã tặng dây cấp rồi, đúng không, đã tặng dây cấp rồi, mình về mình lại được 50.000 một cái bình đấy, 100.000 cái bình đó, một cái bình đó, bởi vì là cái tiền vận chuyển có thể là bạn ở gần người ta lấy 50.000 thôi, nhưng mà bạn đi xa làm sao người ta lấy 50.000 để vận chuyển được, người ta phải lấy ra đi. Thế mà cuối cùng là đến khi Lộc bán xong rồi, mọi người xong rồi, Lộc bán là mãi Vĩnh Bảo, Lộc xong Lộc đi ngay được ra, mà có những người gọi những 29 Tết 30 Tết bắt Lộc đi bảo hành, Lộc đi sửa, Lộc nói thật là Lộc sẽ không làm xa như vậy nữa, Lộc sẽ không bán xa lên là tất cả các bạn ở Kế Thụy đấy, là Vĩnh Bảo mà các bạn ở rất là xa xôi, Lộc không biết, nhưng mà nói chung là các bạn mua, nếu mà yêu quý yêu mến Lộc, bạn mua nhá, thì các bạn tự chịu trách nhiệm về việc lắp đặt đấy, thì chắc là và tư vấn thì hoặc là tư vấn lắp đặt hay hướng dẫn lắp đặt thì các bạn xem trên mạng hoặc xem trên YouTube, hoặc là Lộc sẽ hướng dẫn các bạn, còn Lộc sẽ không đi bảo hành xa như vậy được, mà các bạn phải tự gọi trung tâm bảo hành, các bạn phải tự gọi trung tâm bảo hành nhá, bởi vì bán cái mình nóng lạnh thì bán cho hãng thôi, chứ mình cũng không được ăn nhiều đâu nhá, các bạn hiểu, mình không được ăn nhiều mà mình bán cho hãng thôi, bán cho hãng là cái nghề cái nghiệp là mình làm kiếm một đồng thôi, chứ không phải là Lộc không lãi nhiều như là Điện Máy Xanh, Lộc không lãi nhiều như là cái cơ sở nào đó họ có cái nhân viên, họ có cái cửa hàng to lớn, họ có cái phục vụ tốt đẹp như thế này nên họ có thể bán đắt lên để họ chi trả vào cái tiền phục vụ đó, họ chi trả vào cái tiền mà các bạn phàn nàn, các bạn feedback, các bạn là người có tiền các bạn ra lệnh cho họ. Lộc không thích những con người như vậy, Lộc không thích bán hàng những khách hàng như vậy, Lộc thích bán hàng những khách hàng nó phải vui vẻ liềm nở, nó phải thanh danh nhá, Lộc thích những khách hàng như vậy. Thì nói chung là chúng ta sẽ cùng nhau hiểu được cái giá trị của một cái người lao động chân chính nó sẽ là như thế nào, và cái mức giá mà Lộc chia sẻ về bình Ariston năm nay, các bạn thì dừng lại cái video này ở tại đây các bạn xem, thì bình Ariston năm nay nó tăng giá khá là nhiều, khá là cao so với năm ngoái. Đây, bình Rossi thì tăng khoảng tầm 200-250 thôi, hoặc là 300 thôi. Đấy, như cái bình Rossi 20 lít ngang, 20 lít ngang, Rossi 20 lít ngang là 2.290.000 thì nó tăng khoảng tầm 300 so với năm ngoái là 1.9 thôi, năm nay là 2.3, tăng 300. Nhưng mà bình Ariston thì tăng rất là nhiều, bình Ariston thì tăng như cái này là đang tăng đến 500.000. nhưng ngày xưa Lộc bán cái bình Vitaly này nhá, bình Vitaly 15 lít vuông này, có cái thời điểm với Lộc bán là chỉ có 1.850.000 thôi, 1.850.000 là cái bình Vitaly 15 lít vuông, thì bây giờ nó đã tăng giá đây là 2.350.000 rồi, các bạn phải chú ý về giá nhá. Đây là nhiều người các bạn nói là anh báo giá ở trên mạng bây giờ anh bán một kiểu, nhưng mà không phải. Lộc nói là các bạn là cái video trước đây là Lộc đã làm, nó sản xuất nó cách đây nhiều năm rồi, hơn 1 năm rưỡi 2 năm rồi, thì là cái giá nó sẽ phải khác. Các bạn xem cái video này thì khi các bạn hiểu là các bạn xem là cái thời gian lịch sử video đấy, các bạn đã xem là ở thời điểm nào. Bây giờ nó đang ở trong cái thời điểm là tháng 7 năm 2023 và mức giá của nó là 2.350.000, có thể đến mùa đông, tức là tháng 10, tháng 11, tháng 12 của năm 2023 nó tăng 50, 100.000 là chuyện rất bình thường, vì lúc mùa đông thì nó khan hàng, hiếm hàng, thì các bạn phải chú ý về cái vấn đề đấy. Thì nhưng nói chung thì Lộc là lúc nào cũng sát hàng, Lộc là bà chỉ bán hai cái hãng này thôi. Rossi ở thế lúc nào nó cũng có hàng, lúc nào nó cũng sát hàng, cho nên là Lộc không có tăng giá theo kiểu khan hiếm hàng hay vào mùa tăng giá, Lộc rất ít khi làm như vậy. Thế cho nên là mức giá Lộc báo đây thường là nó sẽ tồn tại khoảng ít nhất là 1 năm, ít nhất là 1 năm hoặc là hơn. Đấy, hơn 1 năm là vẫn mức giá như vậy. Về cái đặc điểm của Vitaly thì các bạn có thể hiểu như thế này, đó là cái bình Vitaly là loại bình rẻ nhất của Ariston, nhưng mà vẫn đắt hơn của Rossi nhé. Các bạn hiểu này, vẫn đắt hơn của Rossi đến 400.000, các bạn nhớ nhá, vẫn đắt hơn của Rossi đến 400 đến 550 nghìn, nhưng mà nó là rẻ nhất của Ariston rồi. Và cái vấn đề của Ariston, của cái bình Vitaly rẻ nhất này là nó không có cái lút bạn nhé, không lút bạn đúng chỉnh ấy, tức là nó mặt nó trơn như này này, mặt nó trơn này, nó không có cái lút bạn nó chỉ cả, nó chỉ có một cái đèn hình mặt cười thôi, cái đèn của nó là cái đèn đỏ và nó kiểu như môi chúng ta đang cười này đấy. Thì cái nó không có lút bạn và nó khi các bạn cắm điện vào nó màu đỏ đấy, và khi nó đủ thì nó màu xanh, nó chỉ chuyển đèn đổi màu, nó chỉ có thế thôi, nó không có gì hết nhé. Thì đó là cái bình Vitaly, và cái bình Vitaly này được rất nhiều người ưa chuộng, cái vẻ đẹp của nó là thứ nhất, nhưng cái vỏ của nó rất là dày, nó giữ nhiệt rất là tốt và nó không có lún chỉnh, nó không có cái hiệu chỉnh, cho nên là nó bớt đi được những cái thiết bị linh kiện nối với cái hiệu chỉnh đó, rồi cảm biến cái này nọ các thứ nó bớt đi. Thì cái bình Vitaly này dường như là không có gì để hỏng, nó gọi là nồi đồng cối đá. Đấy, vừa rẻ vừa nồi đồng cối đá, cho nên là cái bình Vitaly Lộc bán được rất là nhiều, rất nhiều người yêu thích cái này. Những người già thì người ta biết cái gì đâu, đúng không? Người ta chỉ cần cứ nóng là được, cắm điện nóng là được, người ta rẻ là được. Bây giờ người ta đã không có thu nhập sống tầm lương hưu, người ta có rẻ là được. Mà Vitaly của Ariston thì nó thương hiệu từ xưa này, người ta dùng nó yên tâm thế thôi, đúng không? Nó 7 năm bảo hành chống bục vỏ thì họ chơi đâu, không cần phải nghĩ nhiều, mà đỡ phải trẻ con này, nó vặn vẹo này, nó hỏng hóc rồi là vòi tiền này, nó lung lung. Cái Vitaly Ariston này nó như vậy. Đấy, người thật việc thật là chia sẻ các bạn. Thì cái bình rẻ nhất của Vitaly Ariston năm nay là 2.350.000 nha, miễn phí vận chuyển này, miễn phí lắp đặt, và khi các bạn mua mới thành cũ và tặng một đôi dây cấp nha. Các bạn nói chung là mua chỉ dùng thôi. 2.350.000 này là các bạn gọi là có bình mới dùng luôn, không phải giải thích gì cả. Lọc lúc nào có sẵn hàng. Đấy. Đấy, còn bình nằm ngang Vitaly thì nó ít bán được lắm. Cái bình nằm ngang Vitaly 20 hay 30 thì nó rất ít bán được, bởi vì họ đã mua cái bình ngang thì họ thường là mua cái loại này. Họ thường mua cái loại có đèn báo và có lốp chỉnh. Cái loại nằm ngang ấy là họ sẽ mua có đèn báo có lốp chỉnh, tuy nó đắt, nhưng mà nó ra dáng của cái thằng nằm ngang, các bạn hiểu nhá, nó ra dáng thằng nằm ngang, trông nó xịn sò hơn, trông nó hiện đại hơn, trông nó trông nó tân tiến hơn, và trông nó có gì nó thông thường, trông có gì nó quen thuộc và thông dụng hơn. Thế thì nó có chia sẻ các bạn là cái báo giá của bình nóng lạnh này nhá, thì năm nay cái bình nóng lạnh của Ariston này thì cái núm vặn của nó thì nó có 3 chế độ vặn nhá. Chế độ vặn thứ nhất là vặn cho là vặn là 40 độ, chế độ vặn thứ hai là vặn 60 độ và chế độ thứ ba là vặn 80 độ. Đó, các bạn nhìn em có 3 nấc vặn là vặn 40, vặn 60, vặn 80. Đấy, vặn 40, vặn 60, vặn 80. Đấy, cái nút vặn nhá, vặn của nó. Thì đấy là ngày xưa là không có, nhưng bây giờ là đời mới rồi. Năm 2023 này là cái Ariston này nó làm mới như vậy. Thì giá cả nó tăng lên. Thì ngày xưa nhá, đọc nó là một năm trước đây thôi, không phải ngày xưa thì xa xôi. Một năm trước đây là cái bình một đèn báo này, nhá, nó chỉ có một cái đèn đỏ này, đổi thành xanh là một đèn báo này. Một đèn báo này thì trước đây nó chỉ có 2.8 triệu thôi nhá. Bình cái bình ngang 20 lít này, bình ngang AL20R này, bình ngang này trước này chỉ có 2.850.000 hay 2.890.000 thì thôi, nhưng bây giờ nó tăng gần 500.000 thì là 3.420.000 nhá, 3.420.000 nhá, 3.420.000 các bạn nhá. Đấy, 3.420. Các bạn nào mà gần Thủy Nguyên thì nó có thể bán 3.4, còn xa xa thì chắc chắn là phải thu đúng cái giá 420 nhá, không thể là 400 được. Các bạn ở gần thì có thể 400 nhá. Thì đấy là cái điều quan trọng mà mình chia sẻ các bạn. Ariston nha, đây là cái đĩa một đèn báo, Ariston một đèn báo, các bạn có thể dừng lại video để xem. 15 vuông một đèn báo thì là 1.3 thì là 3.170, 20 vuông một đèn báo thì là 3.560, 20 làm ngang thì là 3.420. Thì cái bán được nhiều nhất, là cái 15 vuông và cái 20 ngang. 15 vuông là 20 ngang, cái 20 ngang là nhiều nhất, 20 ngang là vô đối về doanh số luôn. Đấy, thì 3.420 bạn nhớ nhá, là miễn phí lắp đặt vận chuyển và logic cấp, đặt bản logic cấp. Từ trước này nó cũng bán vậy đúng không? Ở đây là các ta sẽ nhìn thêm là cái loại hai đèn báo, bình long này Ariston 2 đèn báo, bình long 2 Ariston 2 đèn báo thì nó có thêm cái đèn xanh nữa thôi. Tức là cái loại kia đấy thì ông chỉ có cái đèn đỏ thôi, ông chỉ có đèn đỏ, nhưng các loại này em thêm cho một cái đèn xanh nữa, nó tách biệt ra. Đó, đèn xanh tách biệt ra. Và các loại hai đèn báo này thì là mặt đen nhé, là mặt đen. Còn cái loại một đèn báo này thì có thể là mặt xanh hoặc mặt trắng, nhé, loại blue hoặc là white, mặt xanh và trắng, nói chung là như vậy. Đấy, thì còn cái bình nóng lạnh mà đã hai đèn thì chắc chắn là phải là màu đen, nhé. Đấy, nó phải có cái màu đen này. Cái giá của mình hai đèn nó sẽ nhỉnh hơn một chút, nó thực ra nó chỉ nhỉnh hơn có 1.200 thôi. Nên cái loại này là 3.170 thì cái loại này nó đắt hơn là 3.380, là 200 200. Nói chung là một số người ta vẫn thích dùng cái mặt đen này, cảm giác sang trọng nhiều, thì người ta thích, và nó hai đèn là cảm giác trông nó đầy đủ hơn, và cái nút bàn của nó cũng là 20 40 80, nó trông nó gọi là trọn vẹn hơn, là cái kia nó thiếu hụt cái vuông này, là thiếu hụt này, thiếu hụt. Để đây chia sẻ các bạn có thể dừng lại xem lại cái giá, bạn khảo giá, bạn xem xét giá, đi ngắm giá, đi xem giá. Đấy, thông thường thì Lộc bán là nó cái loại ngang 20 vuông, các loại ngang 20 những ngang này nó là bán được nhiều nhất, 20 ngang. Đấy, cái hình nó như yên như này. Đấy, các bạn mở ra kết thúc cuối video này, Lộc sẽ chia sẻ các bạn đã khách hàng đã mua rồi, Lộc đã quay video rồi, giống hệt như này, đấy, đẹp như này. Đấy, thì cái mà Lộc chưa bao giờ bán được, Lộc chia sẻ với các bạn, đó là cái bình Ariston 30 lít là ngang nha, hai đèn. Lộc chưa bao giờ từng bán được một cái nào Ariston làm ngang 20 lít, chưa bao giờ bán được này. Thế cho nên Lộc hiện tại Lộc cũng sợ khi mà nhập cái này về. 30 làm ngang Ariston hai đèn bán là rất ít, bán là rất chậm. Các bạn nhớ này, còn lại một đèn, còn lại hai đèn, còn lại hai đèn này bán vẫn là cái 20 lít ngang, giống như là cái một đèn kia. 20 lít ngang là bán nhiều nhất rồi, 20 lít ngang là bán nhiều nhất, 20 ngàn là nhất. Một cái 3.400, cái 3.600 mà đắt hơn làm chút tiền, 3.400 3.600. Thì Lộc mới bán một cái thôi, 3.600 tròn. 3.600 thì khách còn giả thêm là 3.650, bồi dưỡng cho Lộc, nó không làm tối, Lộc lắp tối cho khách. Thì đấy là muốn chia sẻ các bạn. Thì nói chung thì giá cả thì có thể là sẽ có một số nơi nào đó người ta bán giá đắt hơn, bởi vì là họ phải chi phí nhiều dịch vụ hơn và họ phải chi phí về đầu tư về những cái hậu mãi sau này cho khách hàng. Nên Lộc thì hậu mãi thì có thể là Lộc chỉ nằm ở gần xung quanh cái khu vực của Lộc thôi, nên Lộc có thể bán ở cái giá nó sát nhất, gần nhất để khách hàng để tiếp cận được. Thế còn những người ở xa, người ở xa xôi thì Lộc không dám bán với mức giá này, mà có bán giá cao là cũng không dám bán, bởi vì nó không có khả năng để phục vụ. Thì mà bán giá cao để phục vụ đấy, thì bởi vì cái khả năng phục vụ đấy, khả năng phục vụ nó quyết định cái giá mà nó bán ra là bao nhiêu. Thế nên là các bạn nào mà may mắn là người Thủy Nguyên, may mắn là người Quán Toàn, người An Dương, người Hải Phòng, bạn may mắn là Hải Phòng, người Thủy Nguyên, người An Dương, người Quán Toàn, thì các bạn may mắn khi xem video này bạn có được cái giá rẻ nhất thị trường với cái giá của bình nóng này Ariston và Rossi, và Lộc cung cấp cho các bạn. Lộc bán là gọi là triệt để ở tại cái thị trường của mình, ở tại cái thị trường, ở cái vùng miền của mình, triệt để ở tại cái địa phương của mình, các bạn triệt để luôn. Đấy, thì đây là một chia sẻ các bạn, có ba loại bình Ariston là Vitaly, loại một đèn báo và loại hai đèn báo. Hai đèn báo thì nói chung thì còn hai đèn báo thì chỉ thêm một cái đèn nữa vào trong cái mặt nó xịn sò hơn, trong nó hiện đại, cho đầy đủ trọn vẹn thôi. Thì còn nói chung thì đa phần là cái một đèn báo là bán được nhiều rồi. Đấy, một đèn báo là được bán tương đối nhiều. Đấy, thì còn Vitaly thì cũng bán được khá là nhiều, bởi vì những người có thu nhập thấp, người già, người sống bằng đồng lương hưu, hoặc là họ không câu lệ, họ muốn tiết kiệm là chính thì họ sẽ dùng cái Vitaly này, Lộc bán rất là nhiều. Thế còn để tiết kiệm hơn nữa thì chúng ta có bình Rossi, là tiết kiệm hơn nữa, vẫn đầy đủ đúng vặn, đèn báo xanh đỏ hai đèn. Tuy nhiên là cái đèn của nó không được to, không được đẹp, không được hiền diệu, trong vi diệu như là của Ariston, nhưng ít ra nó cũng đầy đủ, có hai đèn đúng vặn, có mặt điều khiển biển Rossi màu đen rồi là phối màu trắng. Đấy, thì giá nó rẻ, Đấy, chưa được nửa chỉ vàng nhé, chưa nổi một nửa chỉ vàng là các bạn có thể mua được cái bình Rossi, là cái mà Lộc bán được nhiều nhất, nó giá nó phù hợp mà bán được nhiều nhất. Thì đấy là muốn chia sẻ với các bạn. Rất nhiều người đã sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của Lộc, thì Lộc cũng xin gửi lời cảm ơn, đến tất cả khách hàng, và khách hàng đã giới thiệu những khách hàng mới thì Lộc càng gửi lời cảm ơn hơn nữa, và để chia những khách hàng nào mà mua lại sản phẩm của Lộc lần thứ hai nhé, Lộc sẽ bớt trực tiếp 100.000 Cuối cùng là Lộc thì các bạn Lộc sẽ bớt trực tiếp 100.000 tất cả khách hàng nào mà trước đây đã từng mua bình nóng lạnh của Lộc thì Lộc sẽ bớt trên mức giá này, trên mức giá Lộc báo ở đây là Lộc sẽ bớt 100.000 nha, 100.000 cho khách hàng cũ, gọi là bán, gọi là vừa bán vừa làm quà. Ok, đấy là mình muốn chia sẻ các bạn. Cuộc sống thì chúng ta có nhiều mối liên kết hơn với nhau và Lộc cũng ước mong Lộc sẽ bán cho các bạn nhiều cái dịch vụ hơn nữa, nhiều cái sản phẩm hơn nữa qua cái trang Locasa store.e.vn nha. Thì đó là Lộc muốn giới thiệu các bạn như vậy. Lộc sẽ để cái đường link của cái cửa hàng của Lộc ở bên dưới cái video này. Các bạn có cái vấn đề gì các bạn có thể mở cái phần mô tả của video để kích vào xem, mà các bạn liên kết liên lạc với Lộc qua số Zalo đặc biệt là Zalo 0969279895 để chúng ta có thể kết bạn làm bạn với nhau, và để cho Lộc có thể tư vấn các bạn nhiều hơn về tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống và có thể cung cấp phục vụ các bạn nhiều hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong tất cả video tiếp theo. Các bạn băng dính không? Cái này bé mà, 20 lít là bé mà, 20 lít là bé nhất của nằm ngang, không có 15 lít, nằm ngang không có 15 lít, nằm ngang chỉ có 20 hoặc 30, còn có cái loại 40-60 thì phải đặt. Cái này là 60 công nghiệp, chắc là nó tương đương. Chắc chắc bà. Hả? Giữ lại cũng được, như cháu nhà cháu giữ lại, cháu giữ lại xong rồi đến khi nó chết cháu hay được một cái. Được 1-2 năm. Từ nên ruột của nó bền mà. Đây này, cái ổ cắm của nó như này này, bây giờ mình cắt đi nó đến không bảo hành không? Đấy, mình cắt đi nó đến không bảo hành nữa đâu. Thế không mua cháu cái ổ cắm. Vâng, đấy. Nó chạy ra, dây giờ chả đổ đi.